Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta nghiên cứu và triển khai tới kỳ thứ 124. Kỳ thứ 124 với cái bài thơ có cái nhan đề là Tự Nhủ. Hiện giờ là 4 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 24 tháng 4 năm Tân Mão. Chúng ta nghiên cứu cho vui về vấn đề gọi là tự nhủ, rất đơn giản thông thường, nhưng mà trong khi mà tôi viết ra cái bài này để đọc cho vui, nhưng mà thật sự là trong trí của tôi thì tôi có gửi gắm những cái điều mà cần nhắc nhở cho Phật tử cũng như là nhắc nhở cho tăng ni trẻ, chứ không phải là chơi, mà gọi là chơi nhưng mà đều chơi theo cái kiểu của cái kiểu của những cái người mà đệ tử Phật tập buông bỏ, coi tất cả hiện tượng sự vật đại để là nó nhẹ nhàng, nó không có dương vấn, nó không dính mắc nhiều, mình gọi là chơi là vậy đó. Thành nó viết để chơi là vậy đó. Cho nên là cái bài thơ này nó có 4 câu, không có gì sâu sắc, nhưng mà gửi tâm sự, muốn nói với các Phật tử, với tăng ni trẻ những gì mà tôi muốn nói. Thế thì là trong cái phần mà triển khai này đó, tôi sẽ giới thiệu thêm ra những cái ý tứ mà tôi muốn gửi gắm trong những câu thơ này. Bây giờ tôi đọc cái bài thơ đây nè. Dẫu ai thương ghét mặt người ta, đừng giận không buồn tự lánh ra. Tự lánh ra hay là tự lánh xa cũng được. Nếu mà mình đang ở trong cái cùng chung trong một cái thành phần nào đó, thì mình tự lánh ra. Còn nếu mình không phải ở cùng chung trong cái thành phần của nhóm người nào đó mà mình ở ngoài thì mình tự lánh xa. Cái đó là tùy theo mình đưa cái ngôn từ của mình nó theo cái hoàn cảnh, hoặc là tự lánh ra hoặc là tự lánh xa, đều không có gì trở ngại hết. Dẫu ai thương ghét mặt người ta, đừng giận không buồn tự lánh ra. Phải quy hơn thua như bọt nước, tâm mà trong sáng đẹp vườn hoa. Rất là đơn sơ, mà cái trọng tâm ở đây là nhắc nhở mình làm sao cho cái tâm mình được trong sáng. Cái trọng tâm của bài thơ này là hàng phục tâm, chế ngự tâm, làm thế nào cho cái tâm mình mà nó trong sáng. Cái tâm trong sáng thì nó đẹp lắm. Sở dĩ mà chúng sanh gọi là chúng sanh đó là tại vì cái tâm không trong sáng. Cái tâm nó nhơ đục bởi những cái đối tượng, những cái hoàn cảnh bên ngoài như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do sao cái món đó nó làm nhiễm ô tâm tánh, làm cho cái tâm tánh nó mất đi cái vẻ đẹp, mất đi cái trong sáng. Chứ thật sự là tâm tánh của con người nó trong sáng lắm, nó đẹp đẽ như hoa vậy. Thế thì đọc cái bài thơ 4 câu này không có gì lạ hết. Nhưng mà muốn làm được, muốn tập tành tu học mà theo cái đường lối của cái 4 câu thơ này mà của tác giả gửi gắm tâm sự đó, thì nó còn phải có những cái điều kiện, xung quanh nhiều chứ không ít đâu mới làm được cái bài thơ này. Còn nếu mà mình không có học Phật á, không có học trước, mình không có hiểu gì hết về đạo Phật thì mấy câu này đọc qua như vậy mà thật sự là làm không được đâu. Thí dụ như cái câu là dẫu ai thương ghét mặt người ta. Cái câu này vậy chứ mà khó làm lắm đó. Mình phải có một cái nội lực. Mình muốn nói đây là cái nội lực là bằng đạo pháp, bằng kinh điển, bằng giáo lý của đạo Phật. Bởi vì đây là nói trong phạm vi của người Phật tử mà, của tăng ni trẻ, của Phật tử tại gia. Còn tăng ni trẻ cũng là Phật tử mà Phật tử xuất gia. Thì mình nói đây là mình nói với cái vai trò, cái trách nhiệm, cái sự học tập tu hành của những người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia. Cái người mà thương ghét mặt người ta đó, mình làm được cái việc đó đó là mình phải có cái nội lực mạnh mẽ dữ lắm. Còn bằng mình không có cái nội lực á, thì người ta thương là mình chịu lắm, mình ham lắm. Ai đó mà thương mình là mình chịu lắm. Rồi mình kết nạp vào làm đệ tử ruột của mình đó. Còn ai đó mà mình thấy rằng người ta có vẻ là không kính quý mình nhiều đó thì mình không bằng lòng. Thậm chí là mình đuổi ra khỏi cái phạm vi, cái quyền hạn, cái tổ chức của mình. Tôi gọi là khai trừ rồi đó. Khai trừ hay sa thải. Nếu mình nói theo công nhân xí nghiệp là ta gọi là sa thải. Còn nói về phương diện tổ chức rồi thì ta gọi là khai trừ. Còn nói theo kiểu bình thường hơn nữa là ta gọi là ta đuổi. Ví dụ như mình trong cái chùa mình đó, thì mình không cho ở trong chùa mình nữa thì mình đuổi đi, không cho ở trong chùa mình nữa. Rồi nói về cái tổ chức thì mình gọi là khai trừ. Cho nên vấn đề thương ghét này là dẫu ai thương ghét mặt người ta, cái câu đó coi như mà khó đó. Phải có cái nội lực mạnh. Nội lực mạnh đó là tôi nói thí dụ như giờ Phật tử tại gia đó thì mình phải phát Bồ Đề tâm, mình phải học Tam Quy cho kỹ, ngũ giới cho kỹ, thập thiện cho kỹ, nắm vững con đường tu hành tam quy, ngũ giới và thập thiện. Đó là con đường tu học của người Phật tử tại gia, làm tới cỡ đó. Mà mình tu học đúng cái đường lối của mình rồi đó, thì những cái người khác, những cái người mà ta không học cái đường lối của mình, ta không phát Bồ Đề Tâm, ta không thọ trì Tam Quy, người ta không học ngũ giới, người ta không tu tập thập thiện nghiệp, thì những người đó tất nhiên là họ không thân với mình được rồi, cũng như mình không thân với họ được rồi. Là tại vì là cái lý tưởng nó khác, cái lập trường sống sinh hoạt nó khác, cho nên là cái chuyện mà thương ghét là cái lẽ đương nhiên. Do vậy mà khi thương đó, mình phải nói thương là ai thương, thành phần nào thương, hạng người nào thương, thì cái thương đó mới có tương quan tới mình. Còn ghét là ai ghét, hạng người nào ghét, thành phần nào ghét. Chứ còn nếu mà mình là nghe thương thì là mình vui, mình mừng, thậm chí là thương và tân bốc mình vui mình mừng, cái đó không tốt đâu. Mình tu mình không có lập trường, mình không có lý tưởng. Nếu mà người tà kiến ngoại đạo mà họ thương mình đó, thì là, tức là mình có tương quan tới họ, họ mới thương mình nổi đó. Chứ nếu là họ là người tà kiến, người ngoại đạo, thì làm sao họ thương mình nổi. Mà mình muốn cho họ thương mình thì mình phải chiều theo họ, hoặc là cái họ tân bốc, họ muốn lôi kéo mình, họ dụ dỗ mình cũng phải theo họ, hoặc là họ phải theo mình. Mà họ không theo mình thì mình phải theo họ để được cái thương đó mà. Do vậy cho nên là phải tập. Ta hỏi thương là ai thương, thành phần nào thương, hạng người nào thương, hiền thánh thương, Bồ Tát Phật, Bồ Tát thương, Phật thương, thì cái thương đó là ta nên để ý, ta quý trọng cái đó. Chứ ngoại đạo tà kiến hay là nói về xã hội thành phần đầu trộm đuôi cướp mà nó thương mình đó, thì coi chừng à, coi chừng là mình, sách nhỏ xưa tôi gọi là nhất nhân thất khước, lưỡng nhân ta ương. Mình chơi với người ác, người xấu, giống như là người ta bồng em mà leo lên vách vậy. Một người té thì hai người bể đầu. Một người bồng con mà leo lên vách thì cái người mẹ mà té thì bể đầu luôn, chết luôn cả đứa con. Nếu mình chơi những cái thành phần xấu trong xã hội, thành phần không đạo đức, không lương tâm lương tri mà họ thương mình, rồi mình chơi với họ, là ngày nào đó họ tù tội mình cũng tù tội. Nó có tương can ở trong, liên quan ở trong. Nhất nhân thất khước, giữa ác nhân giao như bảo tử thượng tồn, nhất nhân thất khước, lưỡng nhân tạo ương. Chơi với những người bạn xấu thì giống như là bồng bế nhau leo lên vách. Một người té là hai người, là té lượt hai người, bể đầu chết hai người. Vì vậy cho nên là thương đó, thì mình phải để ý cái chữ thương. Cái người mà có khi là thậm chí là có người người ta không thương, mà ta chỉ rõ cái nhược điểm, cái khuyết điểm cho mình, Thì giống như người ta không thương vậy, mà người đó là người tốt, là người đó là bạn lành của mình đó. Thậm chí họ là hạng thầy mình nữa, chứ không phải là mình chỉ cần người ta thương rồi vậy là mình thành công đâu, không phải đâu. Người xưa ta nói là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư yên, trạch kỳ thiện giả như tùng chi, kỳ bất thiện giả như cải chi. Trên đường giao du nhiều người đó, mà cái người nào mà nói cái xấu của ta, chỉ cái dở của ta, thì người đó là thầy ta. Còn có người là người ta có những cái xấu, ta có những cái dở mà họ khen, họ cứ khen tới, thì cái người đó coi chừng đó là bà, là giặc hại ta đó. Cho nên là sách người xưa có câu là đạo ngô ố giả thì ngô sư, mà đạo ngô hảo giả thì ngô tặc. Có người họ nói ta tốt, họ khen ta, họ tân bốc ta, nhưng mà lại là họ hại ta. Ngược lại có người ta chỉ những cái sai, những cái dở, những cái xấu của ta, là người đó là có thể họ là thầy ta đó. Do vậy cho nên là chỉ thương là mình cũng phải để ý. Thương là ai thương, thành phần nào thương, hạng người nào thương. Thánh nhân duyên giác Bồ Tát Phật thương thì tốt đó, chứ mà đầu trộm đuôi cướp xì ke ma tí, nghĩa là hạng thành phần xấu xã hội mà thương mình, tân bốc mình, coi mình như sư phụ, như đại ca, thì là coi chừng chết bữa nào khổ sở. Trái lại với cái mặt thương là mặt ghét cũng vậy, nó cũng gần y như vậy. Ghét là ai ghét, thành phần nào ghét, hạng người nào ghét. Nếu mình là một cái người về trị chánh, trị an trong xã hội, thí dụ như mình làm cái ngành cảnh sát công an đi, mà nếu như mà là những cái thành phần mà xấu ở trong xã hội, thành phần tội lỗi đó, nó ghét mình là người tốt. Mình là một người công an, là cái thành phần mà đầu trộm đuôi cướp, chém mướn đâm thê, hoặc là xì ke ma tí, rồi bán hàng lậu, hàng dởm rồi này kia đó, cái đó, những thành phần đó mình đã ghét. Những anh công an là những anh công an đó tốt, bất cứ là cấp nào, từ cấp xã cho tới cấp bộ, mà những anh công an mình đưa cái thành phần đó, bị cái thành phần đó ghét, là làm những anh công an đó tốt. Danh phận có thể mỗi ngày mỗi lên đó. Còn nếu cái thành phần đó mà thành phần mình xịt ke ma tí, đầu trộm đuôi cướp, bán đồ gian đồ lậu, bán hàng quá cấm rồi, mà nó thương mình đó, thì cái thương đó là nó là giặc, nó là hại mình. Cho nên cái vấn đề thương ghét phải có thiền định. Nói theo đạo Phật thì phải có thiền định, rồi phải có học Phật, phải có để ý, mình mới đánh giá, mới nhận thức, mình mới biết cái nào là người ta thương mình đáng quý. Ngược lại có những cái người ta thương mình phải lánh xa. Có những cái thứ người ta ghét mình, lại mình trở nên người tốt. Mà có những cái thành phần mà họ không ghét mình đó, thì làm coi chừng mình trở thành người xấu, giống như những người xấu đó. Do vậy mà cái người học Phật đó, nó có cái lập trường, có lý tưởng vững vàng. Mình phải học tam quy, quy Phật, bất quy thiên thần quỷ vật, vẫn chưa, quy pháp, vĩnh bất quy y, ngoại đạo tà giáo mình vẫn chưa, Quy tăng vĩnh bất quy, tổn hữu ác đảng. Mình có tam quy đó vững chưa? Rồi đó là phát bồ đề tâm, thọ trì tam quy đó. Rồi ngũ giới rất cần thiết trong sự sống đó. Không giết hại, có tập được cái đó khá chưa? Không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vững chưa? Rồi cái tâm mình hàng ngày mình bồi dưỡng tập, không tham, không sân, không si. Nói không thì nó quá cao đi, mình nói bớt tham, bớt sân, bớt si. Có tập chưa? Có thành tựu, có tiến bộ ít nhiều cỡ nào tự mình nhận thức. Thế thì đó là gọi là thập thiện nghiệp đạo đó. Nếu mà dính rồi đó thì mình cứ con đường đó mà mình đi. Ai thương cũng tốt. Mà những thành phần mà người ta đi ngược cái đường lối lập trường lý tưởng của mình, người ta không thương, người ta ghét, cũng đừng sợ. Cái đó, cái khó đó. Cái khó là cái chỗ đó, nó coi nó đơn giản vậy là mặc người ta. Mặc người ta muốn thương, ta thương. Mặc người ta muốn ghét, ta ghét. Nếu người ta không đồng quan điểm, không đồng lập trường với mình, thì người ta muốn thương thì cũng kệ người ta. Người ta có ghét đi nữa là cũng mặc người ta. Cái người như vậy đó là cái người vững vàng, nội lực cao, có lý tưởng vững vàng mới làm được việc đó. Đó là nói về cái vai trò, cái bổn phận trách nhiệm của người Phật tử tại gia. Còn như tăng ni trẻ xuất gia là phải học cao hơn chứ. Tăng ni trẻ ngoài những cái nói đó ra rồi, cái đó là cái mà bổn phận tăng ni trẻ phải hướng dẫn cho người Phật tử tại gia. Cho nên cái nói nãy giờ nó phải thuộc. Lập trường đó mình phải cho vững. Cao hơn cái mức của Phật tử tại gia đó là tăng ni trẻ là phải thuộc cho kỹ. Nội lực của mình phải thâm hậu về cái giáo lý tứ diệu đế của Đạo Phật cái đã. Tăng ni trẻ mà không học kỹ về giáo lý tứ diệu đế của Đạo Phật đó là coi chừng đó. Mình không phải là đệ tử Phật đâu đó nha. Mà nếu như mà tăng ni trẻ mà thuộc giáo lý tứ đế rồi đó thì mình cũng dùng cái nội công, cái nội lực đó, mình lấy cái giáo lý đó mình làm cái nội công và nội lực của mình. Rồi thì nếu mà những cái người mình ta không có đồng quan điểm với mình, người ta không thương mình, người ta không chơi với mình, có thành phần nó không đồng quan điểm với mình, nó không thương mình, nó không chơi mình cũng nghỉ chơi luôn. Thì cũng y như câu đó, mặc ai, dẫu ai thương ghét, mặc người ta. Cái người đệ tử Phật là phải lấy cái giáo lý tứ đế làm căn bản. Mà mình nắm vững giáo lý tứ đế rồi. Giáo lý tứ đế là giáo lý gì thì cái này tôi nói đã quá nhiều rồi. Cái quả khổ 11 món không bao giờ mình quên được 11 món khổ đó. Bởi vì đó là cái nguyên nhân mà làm cho Thái tử Tất Đạt Đa đi tu đó, đi tìm đạo, để rồi tới cái ngày thành công, đó là cái ngày thành Phật đó, là do 11 món khổ đó phải thấy cho rõ. Không bao giờ được quên 11 món khổ đó ở quanh cuộc sống của mình. Khổ hình khổ, hoài khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tấn hội khổ, cầu bớt đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ, 11 món khổ đó. Đối với người tu sĩ không bao giờ được quên. nó là cái áp lực nó đè nặng trong cuộc sống của kiếp con người. Cho nên tăng ni trẻ là phải nhớ. Và phải biết rõ rằng là 11 món khổ đó là một động vật cao cấp, là một con người thì ai cũng phải bị, mà trong đó có bản thân mình. Vậy thì nguyên nhân của nó là ai, là cái gì? Nguyên nhân của nó phải thấy cho rõ là thuộc về tập đế đó. Mà tập đế là cái gì? Gốc của tập đế đó là tam tế, lục thô, kiến hoạt, tư hoạt, trần sa hoạt, ngũ cái, thập triền, thập sử. Đó là cái nhân mình để nó có ra 11 cái thứ khổ kia. Đó là cái phạm trù nhân quả thế gian. Tăng ni trẻ phải giữ vững cái đó, thấy rõ, biết rõ, và luôn luôn là phải để cái tâm để giải phóng nó, để xây dựng cho mình một đời sống tự do, giải thoát. Tức là mình được an vui hạnh phúc niết bàn. Mà muốn được tự do, được giải thoát, muốn được an vui hạnh phúc niết bàn, Phật dạy rõ ràng nó có cái cách để đối trị, để làm cho mình được tự do, được hạnh phúc, để giải phóng cái nhân khổ đau và cái quả khổ đau kia. Đó là 37 phần trời đạo. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Từ cái là bát chánh, con đường bát chánh đó rồi đi tới gọi là lục độ. Cho nên là về phần tăng ni học đó là vào tứ diệu đế là căn bản. Trong tứ diệu đế nó có con đường bát chánh, tức là bát chánh đạo. Và tiến lên một bước nữa của hàng duyên giác Bồ Tát thì ta đi trên con đường lục độ. Cái đó là con đường tiến lên để đạt đến cái chỗ cao tột của đạo Phật đó. Thế thì trước mắt là các bạn tăng ni trẻ phải nắm vững về khổ đế, tập đế, đạo đế, lấy đạo đế để hóa giải, để diệt trừ tập đế. Tập đế diệt trừ rồi thì cái quả khổ đế không còn, mất đi thì còn lại một cái đó không là gì hết. Cái đó là cái an lạc, là cái tự do. Tự do đặt tới cái đỉnh mà không còn ngôn từ gì để nói hết. Tự do tuyệt đối, tự do vĩnh viễn thì đạo Phật gọi là diệt đế, tức là niết bàn. Thế thì là các bạn về thành phần xuất gia tăng ni trẻ mà nắm được cái đó đó rồi đó thì mặc ai thương ghét, dẫu ai thương ghét mặt người ta nha. Dẫu đó là hàng ngũ tăng ni của mình mà cũng có người thương, cũng có người ghét nữa, nhưng mà ta thương ghét mặt người ta. Còn nói chi cái hàng bá tánh bổn đạo ngoài, mà nếu người ta không hiểu cái đường lối tu tập của mình đó mà mình giải thích về kiến hoặc, về tà kiến, về ngoại đạo, mình đánh đổ những cái sai lầm của ngoại đạo tà kiến. Người ta không hiểu, người ta ghét mình, cái đó cũng mặc người ta chứ. Bởi vì chánh pháp họ nghe không được thì họ nghe không được là họ không hiểu được. thì họ không cùng đi con đường của mình. Họ không cùng đi con đường mình, mời họ đi con đường mình mà họ không đi thì họ không thương mình. Thì người ta không thương kệ người ta chứ, mặc người ta chứ. Người ta ghét mình cũng mặc người ta chứ. Chứ mà nếu mà mình muốn cho người ta thương là mình phải chiều người ta, mình đi theo người ta đó. Cái đó là cái mà cái câu thơ này thì dặn là vậy đó. Dẫu ai thương nhất mặc người ta, chứ mình muốn cho người ta thương là mình đi theo con đường của người ta là không có được đó nha. Mình sợ người ta ghét rồi mình cũng đi theo con đường của người ta, không được. Như vậy là mình không có nội lực, mình không có lập trường. Thì mình lãnh đạo tinh thần cái gì? Cái người lãnh đạo tinh thần là người đó phải có cái nội lực thâm hậu, kiên cường, bất khuất trước phong ba bão tố, trước ngoại đạo tà giáo, trước sự mừng giận thương sợ yêu ghét, hơn thua phải quấy. Đó cho nên cái câu mà dẫu ai thương ghét mặc người ta đó là Phật tử cũng như là tăng ni phải có cái nội lực thâm hậu, cái ý chí kiên cường mới làm được câu đó, chứ không phải đơn giản đâu. Gặp ai mình cũng muốn người ta thương hết, đâu có được. Thương là ai thương? Thành phần nào thương thì mình mới là quý cái thương đó, mình mới cảm ơn cái thương đó. Còn ghét là ai ghét, thành phần nào ghét, họ là hạng người nào họ ghét mình mới biết. Chứ đâu phải là người nào ghét, người nào không thương, người nào ghét là mình cũng sợ, không được à. Tu hành như vậy là không có lập trường, không có nội lực. Cho nên cái câu đó nghe nó dễ ở vậy đó, nhưng mà phải có nội lực dữ lắm, phải lập trường, phải có ý chí dữ lắm. Cho nên Phật Thích Ca hồi mới xuất gia đi tu cũng gặp nhiều ngoại đạo đó chứ, và học cũng học nhiều thầy đó chứ. Nhưng mà thầy nào dạy tới cỡ nào, học tới cỡ nào, và cái nào lấy còn cái nào không lấy. Rồi cuối cùng là tất cả những người đệ tử Phật chúng ta đều biết, cuối cùng là Đức Phật thành tựu cái sự nghiệp giải thoát giác ngộ không có thầy, mà do cái nội lực bố thí là ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật, đạt tới cái đỉnh cao cuối cùng là bát nhã ba la mật, gọi là lục độ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, đó là phát triển cái bồi dưỡng và phát triển cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, để nó thành đạt cái nhất thiết chủng trí là quả vô thượng bồ đề. Phật không có người, không có thầy. Cái ngày thành tựu của Phật là do phát triển là cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, chứ không có thầy. Và đương nhiên là lúc đó là không thầy, là lúc đó cũng không có bạn. Chứ Đức Phật cái thời cái lúc mà đi học nó cũng ở chung trong nhiều bạn lắm đó chứ. Nhiều bạn tu hành cùng tu một lượt, những cái nhóm ông Kiều Trần Như, ai nhắc Kiều Trần Như là 5 người bạn đồng tu đó. Và còn nhiều bạn bè khác nữa chứ không phải nhiều đó. Do vậy cho nên là tôi mới phát hiện ra cái câu mà hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn, cái câu đó không có chân lý đâu đó nha. Câu đó không có chân lý, mà câu đó coi chừng điều tra lại cái ông tổ đó, coi có dụng ý ông ở môi trường nào, hoàn cảnh nào mà ông đặt ra cái câu đó. Cho nên là tôi không nhất trí, là không có nhất trí. Tôi không chịu cái câu mà hổ ly sơn hổ bại mà tăng ly chúng tăng tàn. Ly sơn là ly sao? Mà do gì mà bãi? Rồi tăng ly chúng là tăng tàn, tại sao tàn? Và có phải ai ly chúng cũng tàn hết hay không? Thí dụ như Đức Phật là ở học đạo với nhiều lần đó chứ. Trong cái nhóm mà học với Kiều Trần Như, ông quốc đầu là Lam Phất, ông Kalamataha, rồi cũng ở trong chúng đó chứ, cũng bạn bè cũng thương lắm đó chứ. Nhưng mà khi mà học thấy rằng là tới cái mức đó rồi đó mà thầy không có là khai ngộ cho mình những cái mà mình yêu cầu, những cái mình muốn, mình thấy nó chưa đạt yêu cầu đối với cái hiểu biết của mình, là Đức Phật xin ly chúng đó chứ. Ly chúng đi tu một mình đâu có tàn đâu. Cho nên là cái từ đó coi chừng có mấy ông tổ nào đó muốn gom quy tụ học trò lại để làm thanh thế cho mình. Để làm thanh thế cho mình, để chứng tỏ rằng mình là một vị đạo sư. Dưới tay mình có 500, 1.000, 2.000, 3.000 vân vân. Mà ông Ca Diếp là có 500 đệ tử đó. Rồi Ưu Lâu Tần La Ca Diếp là ông Ca Diếp mà đệ tử lớn của Phật đó. Rồi Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, mỗi một ông vậy đó đều là có 300 đệ tử. Vậy mà ông Ưu Lâu Tần La Ca Diếp, mình nhận thức được Đức Phật là hơn mình rồi đó, có thể là dẫn dắt mình, đưa mình tới cái chỗ giải thoát giác ngộ đó. Thì cái ông Ưu Lâu Tần La Ca Diếp đó, cái ông nó lớn tuổi hơn Phật nhiều á, mà theo Phật làm đệ tử để học. Rồi ông thuyết phục 2 người em nữa, là hết thảy là 3 anh em, là cả 1.000 người đệ tử ngoại đạo đó. Như thế thì ly chúng đâu có tàn. Ông Ca Diếp sẵn sàng là bỏ 500 đệ tử. Và anh em ông Ca Diếp cũng sẵn sàng là thuyết phục mấy trăm đệ tử, gần cả 1.000 đệ tử của mình vậy đó. Theo Phật thì theo, bằng không theo là ta ly chúng. Nhưng mà các vị đệ tử kia có lẽ là trình độ ta cũng thấy ta không vượt ra được. Cho nên cái nhóm Ca Diếp anh em 3 ông đều là chinh phục, thuyết phục cho đệ tử mình theo đạo Phật hết. Còn riêng thì Đức Phật là ly chúng hẳn hồi. Cảm ơn thầy dạy tới đó, cảm ơn. Nhưng mà rồi xin đi tu một mình. Và cái ngày thành đạo là do một mình, do phát triển cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, để thành tựu được cái nhất thiết chủng trí. Thế thì cái từ mà tăng ly chúng tăng tàn đó tôi không tin. Tôi học Phật của tôi đó, tôi có cái ngang tàn của tôi. Nếu mà ai đó có ghét tôi, nói tôi ngang tàn là tôi cũng chịu à. Bởi vì dấu ai thương ghét mặt người ta mà. Chứ cái câu mà nó tăng ly chúng tăng tàn tôi không chịu. Tôi đã từng sửa nay mấy chục năm, nhưng mà tôi biết rằng tôi sửa không ai nghe, không có bao nhiêu người nghe. Nhưng mà phần tôi thì tôi vẫn có lập trường như vậy. Tôi sửa là, nếu nói câu đó là tôi sửa là hổ ly sơn hổ dũng, tăng ly chúng tăng hùng. Tôi dám sửa tới cái mức vậy đó. Nhưng mà điều đó mình dám chứ không phải gì không dám. Bởi vì tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do phát biểu mà. Cho nên người xưa ai đó ta nói hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Bây giờ mình thấy câu đó không trúng. Mình nói hổ ly sơn hổ dũng, tăng ly chúng tăng hùng, mình cũng có quyền nói vậy chứ. Bởi vì có những cái chỗ mà ở đông lắm, mà nếu mà cái người lãnh đạo mà không khéo thì coi chừng giống như cái câu của cái ông đó nói ra đó, Cốt là ta quy tụ ở dưới mình, ở dưới trướng mình ha, gọi là dưới trướng, ở dưới đàn em của mình mới có một cái gốc rễ, một cái lực lượng cho đông đảo, cho nó mạnh, nó lớn. Mà trong đó nó có những cái chỗ ở mà gọi là đếm đầu bán xác. Giới thiệu thì đông, mà cái đạo hạnh, cái sự tu hành để làm cho lại mình là người đó có khi không có được là bao nhiêu hết, thậm chí có chỗ là coi như không thành tựu gì hết. Cái đó có cái điều là mình không có chỉ thẳng của ở đâu được hết, không có nên chỉ, không chỉ được. Chứ nếu mà mình ở đông mình mà cái đạo hạnh mình không có, đạo tâm mình không có, đạo lực mình không có, đạo hạnh mình không có, đạo quả mình không có, mà mình quy tụ đông rồi người ta lầm lạc, ta vì một cái lẽ gì đó mà người ta ở với mình, ta quy tụ với mình, tất nhiên là trong giai đoạn nào đó rồi tới chừng mà nó bể bạc ra, nó thấy những cái bất tài, bất vô đức của mình á, rồi người ta cũng có thể là tan rã. Nhưng mà trong một giai đoạn nào đó mình cũng đầu độc người ta những cái thứ hiểu biết sai lầm, rồi cũng quy tụ đông đảo như vậy mà không đem lại cái kết quả tốt đẹp gì hết. Thế thì mình ở trong một cái gọi là cái chúng như vậy đó, cái chỗ một cái tổ chức đông đảo như vậy đâu có lợi ích gì, hoặc là có lợi chút chút nhỏ nhỏ như Đức Phật hồi đó đã từng học đó, cũng có cái lợi. Trong lúc mà mình chưa thành tựu được cái nhất thiết chủng trí thì mình cũng học được những cái nhỏ nhỏ nào đó, nhưng mà rồi người ta ly đâu có sao. Phật Thích Ca đã từng ly chúng mà. Cho nên cái câu đó xét lại cái ông tổ đó, ông đó là gọi là người lớn tuổi tiền bối cỡ nào đó không biết, mà nếu ai đó gọi là tổ cũng được, mà gọi là bậc tiền bối cũng được. Xét lại câu đó coi có cái tham vọng gì không. Chứ có người là quy tụ đông đó, mà cuối cùng là tan rã, không thành tựu được cái gì hết. Cái này ở Việt Nam mình có nhiều cái giai đoạn mà người ta lãnh đạo về mặt tinh thần đó mà. Nói cách khác, nói cách là thông dụng, tôi gọi là lãnh đạo về mặt tinh thần, về mặt tôn giáo. Người ta tổ chức rần ì đông đảo có, nhưng mà cái ngày cuối cùng kết thúc đó thì rất là bi thương. Mà nếu ai đó mà ta tách ra những cái tổ chức như vậy, cái đạo lý như vậy thì gọi là tăng ly chúng tăng tàn ư? Không phải đâu. Thì đạo khác đã vậy thì Đức Phật, đạo Phật cũng có thể là như vậy đó. Cho nên cái câu mà hổ ly sơn hổ bại không trúng. Hồi tôi ở Bình Phước tôi có nghe cái câu chuyện mà có con cọp ba móng, mà truyền thuyết sách cũng có người ta viết sách, và còn truyền miệng thì nhiều lắm, nhiều người biết lắm. Bởi vì con cọp ba móng nó dữ lắm, mà ở cái đình ở dưới chỗ tỉnh Bình Dương mà huyện Tân Uyên đó, và tôi đi gặp mấy cái đình người ta có vẽ cái con cọp đó. Mấy cái đình ta ưa vẽ, có cái tấm bia ta vẽ con cọp, mà con cọp ở trên đó ta vẽ con cọp ba móng ta thờ. Là bởi vì người ta nói rằng là con cọp đó nó từ cái vùng ha, từ cái vùng mà Tân Uyên đó, cách đây là 30-40 năm đó, thì từ cái vùng Lá Thiêu rồi lên Bình Dương, rồi lên Bù Đăng, Bù Đớp, rồi đi qua Bình Phước, rồi Bình Dương, rồi Bình Phước, rồi Bình Phước nó ăn qua bên Lâm Đồng, nó giáp ranh với Lâm Đồng, Tây Nguyên Lâm Đồng nè, rồi Tây Nguyên Lâm Đồng giáp ranh với cái vùng rừng rú của Đồng Nai, rồi giáp ranh ra tới Ninh Thuận, Bình Thuận. Này những cái vùng rừng đó là con cọp ba móng nó đi hoạt động rộng lớn vậy đó. Nó hoạt động rộng lớn vậy chứ không phải là cọp ở trong cái rừng nhỏ nhỏ đâu. Nhưng mà nghe nói nó cũng có ăn thịt người ta bộn, cho nên ai cũng sợ nó, gọi là ông mà ông cọp mà. Vì ăn cọp ba móng thờ. Nhưng mà cũng nghe truyền thuyết là nói sau đó là tướng Quỳnh Văn Nghệ đó mới, con cọp nó ăn một cái cô phụ nữ đó, con của một cái bà. Rồi gặp cái vùng đó là tướng Quỳnh Văn Nghệ là hành quân ở trong rừng đó, mới nương vào cái xác chết đó, thương lượng với cái bà cụ đó, mới lợi dụng cái xác chết đó để nhử cọp vô. Rồi tướng Quỳnh Văn Nghệ mới chỉ đạo cái là hạ đơn cọp đó. Đó là truyền thuyết, cả cái vùng đó ai cũng biết cái việc đó. Chứ con cọp đó là nó ly nhiều cái sơn lắm đó chứ. Nhưng mà nó cũng thành công tới giai đoạn nào đó. Còn cái chuyện mà cuối cùng rồi gì nó sát hại nhiều người quá thì người ta tìm cách người ta giết trở lại, cái đó chuyện đó là chuyện bình thường. Dù cho có người mưu trí gì đi nữa cũng vậy thôi à. Nếu mà mình không có đạo đức, không có lương tâm lương tri mà mình tàn hại nhiều người thì có người giết lại, chuyện đó tất nhiên. Kiểu cá ăn kiến ăn cá vậy đó, mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, không hiếp dạy, chuyện đó thì tàn hại qua lại nhau là chuyện bình thường. Cho nên con cọp đó dù là ly sơn mà cũng không phải là bại, hoạt động một vùng rất là lớn. Còn cái chết đó là cái chết tất nhiên là do cái nhân và cái quả. Cái cách ăn, cách hoạt động của nó làm tàn hại nhiều người thì người ta phải giết nó lại thôi. Chứ không phải vì vậy mà gọi nó là bại. Mà nó đi tùm lum về nó cũng vẫn thành công đó chứ. Cho nên cái câu đó là không thành thật đâu. Còn như Đức Phật Thích Ca hồi đó cũng vậy. Phật Ca đó đâu cần quy tụ. Quy tụ là những cái tháng mùa hạ, là cái nước Ấn Độ cho tới bây giờ cũng vậy thôi. Mưa, cái mùa mưa nó mưa dữ lắm, nước lũ đường lầy. Mà cách đây mấy ngàn năm nữa còn cái môi trường sống nó còn thấp kém hơn nữa, cho nên là cái mùa mưa đó thì đi rất thật khó. Thì mới là Phật mới đề xuất ra, nếu mà có thí chủ người ta làm những cái chỗ tạm nghỉ gọi là cái tinh xá. Tinh xá là cái nhà để cho các thầy tỳ kheo tạm trú. Cái chữ tinh là đúng hơn là chữ tịnh. Chữ tinh là thuần là các vị tỳ kheo để tạm trú trong cái giai đoạn đó, hoặc là đụng mưa đụng nắng bình thường, hoặc là tạm trú trong thời gian nào đó, chứ không phải là cái chỗ ở luôn. Thành ra Đức Phật không có chủ trương ở luôn, mà cái chỗ tạm nghỉ. Tạm nghỉ giai đoạn về tạm nghỉ trong vòng mấy tháng mưa bão, mưa tố lục lội bão bùng. Cho nên cái chữ là trong sách gọi là tinh xá. Còn bây giờ đại giờ mình gọi là tịnh thất tịnh xá, đó là mình muốn ở riêng cái chỗ là tĩnh lặng, cái chỗ vắng vẻ tịnh tịch tĩnh yên lặng. Thành ra bây giờ người ta biến ra thành ra chữ tịnh xá. Mà Phật không có tổ chức bắt ở chung, trừ ra những tháng mưa hè. Còn các thầy thì học đạo rồi thì Phật thuyết pháp rồi thì tùy nghi sử dụng, muốn ở đâu ở, muốn ăn đâu ăn. Nhưng mà nó có cái điều răn cấm của Đức Phật là không có được chơi tới lân la những cái chỗ mà nó có thể làm cho thương hại tới cái đạo tâm, cái đạo lực, cái đạo hạnh của mình. Thì với cấm Đức Phật có những điều răn dạy đó, chứ mà không có chủ trương là bắt ở một chỗ để rồi để rồi tuyên truyền rằng là tăng ly chúng tăng tà. Không phải vậy. Nếu mà cái người mà không có phát Bồ Đề Tâm, mà không có thấy được cái giải thoát giác ngộ là quý, thì ở trong chúng vẫn cứ là tà, vẫn cứ bị phiền não vô minh nó tác động liên tục trong cuộc sống. Cho nên cái đó tăng ni trẻ để ý thử coi. Tôi nói thử là gì? Tôi không dám có cái ý tứ là yêu cầu ai đó phải nghe một cách triệt để, mà thử có nghĩa là mình phải thiền định, mình tư duy, rồi mình đặt vấn đề ra coi có phải đúng là như vậy hay không. Nếu đúng thì mới nghe, còn không đúng là đừng có nghe. Cái chữ thử là vậy đó, cái từ thử là vậy đó. Thử coi. Có khi ở trong chút vậy đó mà phiền não vô minh tràn ngập. Quán thân bất tịnh không hề có quán. Quán thọ thì khổ, không hề có để ý cái thọ thì khổ. Và cũng không biết tâm vô thường là cái gì. Rồi quán pháp vô ngã cũng không hề biết là cái gì. Tức là tứ niệm xứ quán không hề biết. Rồi chánh kiến cũng không hề biết. Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tấn là chánh định cũng không hề biết. Thế thì là ở trong một cái đại chúng với sự lãnh đạo giáo dục như thế thì là không tàn đó ư? Vẫn cứ tàn đó chứ. Tàn đời đó, cái bằng lưỡng đồ câu thách đó. Do vậy cho nên ý tôi muốn nói là tăng chúng, tăng ni mình phải học thiệt, phải nỗ lực học thiệt, phải phát Bồ Đề Tâm thiệt. Còn Phật tử cũng vậy, nếu mà quy y Tam Bảo là phải quy y thiệt, chứ quy y mà để cầu nguyện không thì không phải đạo Phật đâu. Quy y mà quy Phật mà dính bất quy thiên thần quỷ vật mà mình đi cúng đi lại tùm lum vậy đó. Quỷ gì cũng cúng, thần gì cũng cúng, bà gì cũng cúng, ông gì cũng cúng, thánh gì cũng cúng. Mà sự thật là chưa gặp cái người nào gọi là đấng hay là ông hay là bà thần thánh gì hết đó, mà cúng tùm lum như vậy. Thế thì cái câu mà quy Phật dính bất quy thiên thần quỷ vật cũng còn không trúng, thì còn cái gì nữa để tu đây? Cho nên cái đó là tôi gọi là thử đấy. Thử là vậy đó. Phật tử tôi nói, Phật tử nghe thử coi, rồi tự xét rồi mình thử coi. Còn tăng ni trẻ cũng vậy, hổ ly sơn, không nhất thiết hổ bại, nhưng mà đều hổ là nên ở trong rừng trong núi, nhưng mà ra ngoài là cái đó sai thiệt. Câu đó thì phải để ý. Dầu là không phải ly sơn, nhưng mà đều không nhất thiết là hổ mà ra chợ đỡ sao được. Cho nên hổ là phải ở rừng ở núi, cái đó đúng. Nhưng mà nói ly sơn hổ bại là không đúng. Có cái quyền đi chứ, đi cả một cái vùng mấy tỉnh đó. Từ Bình Dương rồi Bình Phước rồi Lâm Đồng rồi Phan Rang, Phan Thiết, nghĩa là những cái tỉnh mà có rừng núi mà giáp lên nhau là cái ông hổ ba móng đó là y hoạt động hết trơn. Chứ không nhất thiết là ở sơn nào hết. Cho nên là nội cái ý tứ dẫu ai thương ghét mặt người ta đó không phải sợ đâu nha. Nắm vững cái nội lực của đạo tâm, đạo lực đạo hạnh của mình rồi là mình phải đi con đường của mình đó. Còn những điều thương ghét là mặt người ta đó không sợ. Thương cũng không mừng, ghét cũng không sợ. Đừng giận không buồn tự lánh ra. Cái này là để nói lên gì? Nói lên rằng là về cái mặt mà thương ghét vui mừng buồn giận đó, hỉ nộ ai cụ ái ố dục đó, nghe nó dữ dằn vậy đó chứ mà nó không có thực tánh. Cái mừng nó cũng có cái thực tánh. Cái do vậy cho nên là nếu mình trúng số là 3 tỷ mình mừng, rồi đó là bị cái gì đó lẽ gì đó nó mất 3 tỷ đó rồi mình buồn. Mà cái mừng và cái buồn đó không có thật tánh, cho nên cái mừng đó rồi nó có thể bị buồn đó, bị mất đó dễ dàng. Ngược lại bị mất đó rồi nếu mà mình có biết đạo lý một chút á, thì mình cũng bỏ cái buồn đó, cái khổ đó dễ dàng, không có gì khó hết á. Bỏ thì mình phải nói vậy: ôi thì bữa đó mình mua cái giấy số nó trúng, thì bây giờ nếu mà một duyên cớ nào đó nó mất thì mình kể như bữa đó mình không có mua giấy số vậy thôi. Chứ nếu mình không mua giấy số thì đâu có đặt vấn đề trúng 3 tỷ. Mà chỉ vì mua giấy số mà anh trúng 3 tỷ thì bây giờ một lẽ gì đó, sóng thần, động đất gì đó, nó mất, sập nhà sập cửa, nó mất cái giống liêu 3 tỷ đó thì, ồ, thì kể như lúc mình chưa có mua, mình không có mua giấy số. Nếu mà có cái cách tư duy quán chiếu nhận xét như vậy đó thì mình giải tỏa cái buồn là được đó nha. Dễ đó, không khó đó. Bởi vì cái buồn đó với cái mừng đó nó không có cái tự tánh. Cho nên mình biết tu tập đạo Phật là mình bỏ được dễ lắm. Còn có người không khéo là tự tử luôn đó. Cái buồn đó nó làm cho tự tử luôn. Cái đó là tại vì cái thằng chủ ngục vô minh nó xúi mình tự tử đó. Chứ nếu mà mình đuổi chủ ngục đi, nó đừng có mê hoặc mình đó, là mình không có tự tử vậy đâu. Trước đây mình không mua giấy số thì mình đâu có tỷ nào, do mua mà mình gọi là được 3 tỷ. Mà bây giờ đây là thiên tai địch họa nó xảy đến với mình đó, thì mình mất 3 tỷ đó thì mình quán chiếu lại, kể gì mình không có mua thì mình vẫn hoạt động bình thường, không có tự tử. Bởi vì cái mừng đó không phải cái đạo Phật dạy, cái mừng đó không có tự tánh chân thật. Bây giờ cái buồn này nó cũng không có tự tánh chân thật, cho nên mình phải tập đại xả, đã từ đại bi đại hỷ đại xả, mình phải bỏ nó đi. Mà bỏ nó đi là cái đó phải tập đó. Cũng như cái mừng mà mình không mừng nhiều đó là cái đó cũng phải tập. Tu là vậy đó, tu là tập. Ai mừng nhiều là người đó khổ nhiều, ai vui nhiều là người đó khổ nhiều. Cái người mà có tu tập rồi là được. Cái gì gọi là được là ta không có vui nhiều lắm. Có vui nhưng mà không vui nhiều. Mà cái người mà có được cái vui mà không vui nhiều thì cái người đó lỡ một cái cơ hội gì đó nó sa sút á, là cái người đó buồn, không có buồn nhiều. Còn cái người mà vui mà được vui quá nhiều đó thì cái người đó coi chừng tới cái lúc mà sa cơ là gì đó là họ buồn, họ có thể tự tử, họ chết đó. Cái đó là cũng ai cũng thử nghiệm rồi biết. Cho nên là cái giận nè, cái mừng là cái giận nè, cái thương nè, cái sợ nè, cái yêu nè, cái ghét nè, cái muốn nè, gọi là thất tình nè, đều là nó là cái lĩnh vực của tâm tư. Nó trừu tượng chứ nó không có cụ thể. Cho nên muốn rồi đến bữa bỏ cái muốn nó được mà. Ghét rồi ghét ai đó rồi lúc nào đó là bỏ cái ghét nó được mà. Chưa kể là có lúc nào đó mình ghét ai đó, rồi có lúc nào đó lại cái người mà mình ghét đó lại là mình yêu nó cũng có nè. Điều đó chứng tỏ lên là cái yêu đó với cái ghét đó là không có thật tánh. Đấy. Cho nên cái này là cái đối tượng thiền định rất là hữu hiệu cho những người mà để ý tu tập thiền định đó. Đừng giận, không buồn, tự lánh ra thôi. Nghĩa là tránh cái môi trường, cái hoàn cảnh thôi, gọi là viễn lý đó. Thì đạo Phật thì sơ thiền, tu sơ thiền là ly, mình nó sẽ thấy lạc đó chứ có gì ghê gớm lắm đâu. Do ly, do tu tập ly tiền tài, gọi là ly tài, ly cái tâm tham sắc, gọi là ly sắc, ly cái tâm tham danh, ly cái tâm tham lợi, ly cái tâm tham vui, ly cái tâm tham mừng, ly cái tâm tham buồn, ly cái tâm giận, tâm thương, tâm sợ. Những ly vậy đó là được gọi là tu thành tựu được sơ thiền đó. Nó có một sự an vui, một sự là hỷ lạc. Cho nên cái từ sơ thiền trong đạo Phật là ai tu sơ thiền thì người đó có cái hỷ lạc. Là hỷ lạc đó là do ly. Cho nên sơ thiền là ly sinh hỷ lạc địa. Cho nên cái câu đừng giận không buồn tự lánh ra đó để nói là đừng lánh ra được hết. Mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, 7 cái gọi là thất tình đều lánh ra được hết. Cho nên mình phải tập dân đừng giận nhiều. Nếu nó lỡ nó sẽ đến mà mình không ứng dụng kịp đạo lý thì mình cũng hạn chế nó. Và cuối cùng là mình tập luyện sao chứ đừng giận, cái đó là mình đã thành tựu rồi đó. Đừng giận không buồn tự lánh ra hoặc là tự lánh xa. Tự lánh xa tức là mình tạo cái môi trường thông thoáng, mình đừng gần gũi, mình viễn lý. Con Phật ta cần học viễn lý, tránh xa các độc tham sân si. Để chi? Để vượt ngoài ba cõi ngay quê mẹ mà thành đấng giải thoát tiêu giao tại cõi này là do mình tu tập. Cho nên dẫu ai thương ghét mặt người ta cũng là do tu tập. Phát huy nội lực và tu tập. Tu tập để các pháp, thấy các pháp nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh. Do vậy mà thất tình lục dục cũng như mộng, quyển, bào, ảnh thôi. Cho nên đừng giận không buồn tự lánh ra. Phải quấy hơn thua như bọt nước. Cái này là nhắc nhở nè. Nhắc nhở là nhất thiết hữu dị pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như càng phát bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. Thì có cái gì ghê gớm lắm đâu. Phải quấy hơn thua như bọt nước. Ở đây nói như bọt nước chứ nó bọt nước tức là bào á. Nó không thiệt, nó cũng như bọt nước. Nó cũng như là sương mai. Sương mai coi nó mù mịt vậy đó, chứ mà nắng lên cái nó tự mất à. Còn bọt nước là có nó mưa hoặc là trên cái gền nước chảy xuống là nổi bọt vậy đó, rồi tự nó xẹp mất hết à. Cho nên ai có đi Đà Lạt thì ghé cái thác Bông Gua hoặc là cái thác Pren đó ha. Nước nó động một vùng bằng trước cái nhà vậy đó. Nhưng mà nếu nó động bằng cái nhà đó, mà nếu mà nó là không có tan đi á, thì chỗ đâu nó chứa. Nhưng mà một vùng bằng cái nhà vậy đó, rồi nó nổi cái bọt khác thì cái bọt ở bên bìa đó nó xẹp xuống, nó thành nước. Do vậy mà nó chảy năm này qua chục năm này qua chục năm kia, mà nó cứ một đống bằng trước cái nhà, bằng trước hai cái nhà, một vùng đó vậy thôi, chứ nó không có hơn nữa. Mà nếu mình cầm cái cây hay cọng cỏ gì mình chọi nó, cái nó tan mất hết rồi. Bọt nước là vậy đó. Sương mai cũng vậy. Sương mai đố ai nắm bắt nó mà giữ gìn nó được. Mặt trời lên nó tự mất. Rồi như wow, phải quấy hơn thua như bọt nước rồi, như là bóng trong gương nè, như trăng dưới đáy nước rồi, như cảnh trong mộng nè, nghĩa là nó không có thiệt gì hết. Tất cả những phải quấy hơn thua, những cái thất tình lục dục nó đều là không có thiệt. Mà quán chiếu như vậy, tư duy như vậy rồi đó, thì mình hàng phục cái tâm của mình, chế ngự tâm mình hàng phục cái tâm của mình, là hàng phục cái tâm của mình là mình hướng dẫn nó đi tới cái chỗ cái mình bố thí hết. Hàng phục cái tâm mình nghĩa là mình điều chỉnh tâm mình, nghĩa là mình tập cho nó, tập cái tâm bố thí. Tôi nói tới cái chữ này, tâm mà trong sáng đẹp vườn hoa là chỉ có cái tâm bố thí hết. Bố thí ba la mật thì nó đẹp như hoa vậy đó. Mà bố thí Ba La Mật là bố thí cái gì? Bố thí hết rồi thì cái tâm nó đẹp dữ lắm, nó trong sáng. Chỗ này tôi muốn nhắc cái điều, nhắc là nó đi sâu nhiều chuyện lắm, rồi các vị không có chịu nghe, và nghe có người nghe không nổi, có người không chịu nghe. Chứ phải với hơn thua như bọt nước rồi ha. Đừng giận không buồn tự lánh xa, là tại vì là tất cả giảng pháp nói theo kinh Bát Nhã đó là nó không có thiệt, không có cái gì có thiệt hết. Cho nên nó là như mộng như quyển, như bà, như ảnh, như lộ, như điện, vân vân đó. Cái câu đó để nhắc cái đó đó, mà nhắc cái đó rồi cũng là kinh Bát Nhã. Mình muốn cho tâm mình trong sáng mà đẹp như hoa vậy là chỉ có cách là bố thí. Cho nên Phật dạy trong kinh Bát Nhã đó là có hai câu hỏi của ông Tu Bồ Đề là phải hàng phục tâm mình như thế nào và trụ cái tâm mình như thế nào. Dân hà ân trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm. Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thế Tôn hai vấn đề. Nếu là một Bồ Tát phát tâm là phải hàng phục cái tâm của mình như thế nào và phải trụ cái tâm như thế nào. Thì Phật dạy hàng phục cái tâm đó là trong tâm của mình nó có 11 cái loại tâm. Trong tâm của con người của mình đây nó có 11 cái loại tâm. 10 cái loại tâm. Đó là cái loại tâm của thai sanh, của đoạn sanh, của thấp sanh, của quá sanh, của hữu sắc, của vô sắc, của hữu tưởng, của vô tưởng. Phải hàng phục nó, phải đưa nó vào trong cái cảnh mà tịch diệt vô vi. Đừng để cho những cái tâm đó nó dướng mắc ở trong con người của mình. Cái tâm đó nó 10 cái thứ tâm đó ở trong con người của mình đó, nó quậy mình đó. Nó là tay chân của cái thằng chủ ngục vô minh đó, của thằng chủ ngục tam tế, vô minh tam tế đó. Nó điều khiển 10 cái thứ tâm đó. 10 thứ tâm đó là tay sai của cái thằng chủ ngục vô minh tam tế. Tam tế là nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng đó. Thằng đó là cái thằng đầu sỏ chủ ngục á, nó điều khiển 10 cái loại tâm đó. Tôi nói này khó nghe lắm, nhưng mà những người mà quyết tâm mà học tu thiền định thấy cái này nó hay dữ lắm. Nhưng mà bằng không mà nghe thì không được gì hết trơn á. Con người của mình đây nè, nó có 10 cái loại tâm như vậy. Mình phải hàng phục nó. 10 loại tâm gì? Cái tâm của loại thai sanh, cái tâm của loại nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đều đưa nó vào cái chỗ hoàn toàn không còn thấy có nó hiện hữu trong con người của ta. Gọi đó là đưa nó vào cái chỗ vô dư niết bàn. Nghĩa là độ cho nó, hóa giải nó, làm cho nó diệt độ, không còn thấy còn có nó hiện hữu ở trong con người của ta. Đưa nó vào vô duyên niết bàn, không còn thấy con nó hiện hữu trong con người sát thủ thú của ta. Đó là cái cách mà hàng phục cái tâm đó. Còn như là bố thí như tôi vừa nói đó, muốn cho cái tâm mình mà trong sáng mà nó đẹp vườn hoa đó là phải trụ cái tâm. Phật dạy một cách hành một tâm. Rồi cái câu thứ hai là Phật dạy cách trụ tâm. Trụ tâm thì phải làm việc bố thí. Mà bố thí là bố thí bằng cách nào? Bất ân trụ sắc bố thí. Phải trụ cái tâm vào cái chỗ bất ân trụ sắc sinh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ân vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Nghĩa là đừng để cái tâm của mình nó dính dấp vào tương quan, tác động dính dấp vào sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Nghĩa là mình bỏ cái đó hết đi, mình trừ khử nó đi, mình là loại bỏ nó đi, coi như là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần không có trước mặt mình vậy. Coi như là không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Dầu sắc, dầu là mình sinh hoạt, mình sống ở trong cái cõi đời sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhưng mà mình sử dụng nó một cách nghĩa là ưng vô sở trụ. Sử dụng vật chất mà không có đam mê, không luyến ái vật chất. Sử dụng âm thanh mà cũng không có đam mê, không có luyến ái, không có bảo thủ, không có chấp mắc về âm thanh. Sử dụng về hương có, nhưng mà rồi thôi. Đi ngang qua một cái đám hoa thơm rồi thôi vậy. Vị xuất pháp cũng tập như vậy. Cái này cao dữ lắm. Cho nên Đức Phật Thích Ca là vậy đó chứ. Đức Phật Thích Ca là làm chủ, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn, làm chủ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, rồi loại bỏ, rồi là làm chủ luôn là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là lục căn, lục trần, lục thức. Ba cái món đó mình làm chủ nó thì mình vẫn xài nó, vận dụng nó mà không bị nó không có bị cái thằng chủ ngục vô minh á, nó tác động, nó điều hành á, thì mình sử dụng nó mà mình không có vướng mắc, thì đó là cái người đạt đến cái quả vị là bát nhã ba la mật, đạt tới đỉnh cao là giải thoát giác ngộ đó. Ở cái này sâu quá, thôi ngừng đây đi. Mà muốn vô tâm mình trong sáng đẹp vườn qua là phải bố thí, mà bố thí là bố thí cả lục căn, làm chủ lục căn, bố thí cả làm chủ cả lục thức, rồi bố thí cả lục thức, rồi làm chủ cả lục trần, rồi bố thí cả lục trần, bất ân trụ mà. Nghĩa là không để cho nó đam mê, nó dính mắt, nó díu díu. Rồi làm trong 18 cái đó, cắt ly đó ra. Mà tu tập như vậy mà thành tựu được, người ta gọi là giới phân biệt quán. Tức là 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 3, 6 là 18. 18 cái món đó mà cắt đứt nó ra, ta gọi là giới phân biệt quán. Mà thành tựu được giới phân biệt quán như vậy có nghĩa là mình làm chủ căn trần thức. Nó không lôi cuốn mình được, nó không mê hoặc mình được, mình không đam mê, mình không lưu luyến, tức là mình cái chỗ mình trụ cái tâm, cái chỗ cái bằng ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm đó, là trụ cái tâm cái chỗ vô sở trụ là phải tu tập bằng cách bố thí, mà bố thí cả lục căn, lục trần, lục thức. Cái đó cao dữ lắm. Tăng ni trẻ học cái đó là mệt ra, mà nghe tôi nói cô phát ghét lên chứ đừng nói học. Cực lắm. Phải có tu tập thiệt. Tu tập thiệt, có dụng tâm thiệt, bồi dưỡng ý chí phát bồ đề tâm thiệt thì mới làm được, mới đưa tới cái tâm mình mà trong sáng, mới đẹp vượt qua được. Cái câu này nè khó đó, nhưng mà ai cũng làm được chứ không phải khó. Là cái việc không làm được, làm được hết, nhưng mà có đủ nội lực không, có phát bồ đề tâm mạnh mẽ vững chãi không. Nếu có phát bồ đề tâm mạnh mẽ vững chãi, nếu có nội lực kiên cường Nếu quyết đi con đường giải thoát giác ngộ thì mình có thể bồi dưỡng tâm mình trong sáng đẹp như hoa được đó. Phật đã làm được, Bồ Tát đã làm được thì mình cũng làm được. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ân tự khinh nhi thối khuất. Bồ Tát Phật đã làm được thì mọi người sẽ thành Phật, thì mọi người ai cũng làm được. Không nên tự khinh mình mà lui sụp, mà nản thích chứ, nản lòng. Ai cũng có thể bồi dưỡng tâm mình đẹp như hoa được đó. Thế thì cái bài gọi là tự nhủ có nghĩa là tôi muốn nói cho tôi là chánh, còn tôi muốn nói cho Phật tử hay là tăng ni trẻ nghe đó là các vị muốn nghe, không nghe thôi. Cho nên là cái đầu đề là tự nhủ: dẫu ai thương ghét mặt người ta, đừng giận không buồn tự lánh ra. Thải quay hơn thua như bọt nước, tâm mà trong sáng đẹp dường hoa. Coi coi viết trực chỉ cái gì đây. Trực chỉ đề cương bài pha tự nhủ là một đối tượng thiền sơ cấp. Sơ cấp á, nói sơ cấp gì chứ mà muốn đưa nó lên trung cấp, cao cấp gì cũng được hết. Học bài thơ này dùng làm đối tượng thiền, nó giúp cho thiền giả hạn chế được nhiều cái nguyên nhân có thể sanh phiền não, ưu tư, hối tiếc. Khen chê thương ghét, phải quấy, hơn thua, tốt xấu là chuyện xảy ra bình thường như cơm bữa đối với người trần thế. Đó là một sự thật. Đệ tử Phật, nhất là một thiền giả, phải tự liệu biết trước. Và đây là tự liệu biết trước rồi này nha. Một thiền giả phải tự liệu biết trước rằng là luôn luôn ở trong cái tư thế sẵn sàng đối phó, là lánh và ra. Ra là nếu mình ở trong cái hoàn cảnh đó, đích thân mình ở trong cái môi trường hoàn cảnh đó là mình ra. Còn nếu mà mình ở ngoài cái môi trường hoàn cảnh đó mà mình thấy hoặc là nghe có thể xảy ra những sự ưu phiền, buồn giận đó thì mình lánh, mình lánh xa. Thành là lánh ra hoặc là tránh xa. Đó là cái cách mà hóa giải phiền não hữu hiệu, bởi vì lửa nó sắp đốt cháy mà mình vứt củi, vứt bổi, vứt rơm rạ xa ra thì hỏa hoạn tự tiêu tan. Thế như quả đường không bất cứu tự nhiên diệt. Lửa nó cháy mà mình làm cho củi rồi bổi rồi rơm rồi rạ là những cái bổi cháy nó xa lánh, nó cách ly ra đó thì lửa nó không có cần tưới, không có cần đem nước tưới đi nữa, nó cũng tiêu diệt được. Nếu có nước tưới thì cũng tốt, mà nếu không nước tưới thì cứ cách ly những cái thứ bổi, những cái điều kiện bắt lửa. Cho nên có hai cách, là một là tránh, hai là xa. Dầu là phiền não ưu bi sầu nộ, nhưng tất cả đều không có tự tánh. Đây, câu này đã nhắc cho mình vậy đó. Thất tình đều không có tự tánh, ưu bi sầu nộ không có cái nào tự tánh hết. Chúng như bóng tối, có ngọn đèn pha là nó sáng nó mất rồi. Chúng như mùa sương, nếu mặt trời lên mà là nó cũng tiêu mất rồi. Chúng như là nằm chim, như giấc cảnh trong mộng, thức mộng là tự nó mất rồi. Chúng như là qua đớn giữa hư không ở trước mắt. Thế con mắt mà hết bệnh là cái qua đớn nó tự không còn. Cho nên là nó tự tan biến mất hết, vì nó có thiệt. Tâm trong sáng của con người vui đẹp, đó là thời điểm con người đi vào Niết Bàn, ở trong Niết Bàn hay là vãng sanh cực lạc. Ở đây muốn nhắc là vãng sanh cực lạc là cái lúc mà cái tâm mình trong sáng đó thì gọi đó là vãng sanh cực lạc đó. Là cái lúc mà trong sáng nhẹ nhàng an lạc đó, cái lúc đó là cái tâm của người đó là đang ở Niết Bàn, là nhập Niết Bàn đó. Cái câu này là muốn nhắc rằng là cái Niết Bàn cực lạc đó là đừng có đòi ở cái xứ nào hết đó. Tâm trong sáng của con người vui đẹp, đó là cái thời điểm con người đi vào Niết Bàn, ở trong Niết Bàn hay là vãng sanh cực lạc. Cực lạc không có ở phía mặt trời lặn, vãng sanh cực lạc không phải đợi chết mới vãng sanh. Cái này là sai lầm vô số kể, bao nhiêu ngàn năm nay rồi mà cái cầu nguyện, cái tụng kinh cầu nguyện vãng sanh cực lạc sau khi chết, cái đó sai lầm vô số kể. Ở đây cũng không nhắc nữa, chi nhắc là nghe phát ghét. Chứ làm sao mà tu hành mà chờ chết rồi phải vãng sanh cực lạc. Cũng như Đức Phật Thích Ca mà nói là chờ tới rừng Ta La Sông Thọ mới nhập Niết Bàn, là nói như vậy là sai lầm dữ tận. Chết rồi mới nhập Niết Bàn thì là để làm gì? Ai nhập? Ngũ uẩn giai không thì là còn cái gì để nhập Niết Bàn? Cho nên cái đó là Phật thiền đi ôn lại, học nữa, học mãi, học kỹ, thiền nữa, thiền mãi, thiền kỹ sẽ được an vui, không sự nghiệp vật chất nào đổi được đâu. Vật chất mình làm gì? Vật chất là đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an chết tại mày. Giám đốc công ty hay là tổng thống rồi sa cơ rồi mãnh hổ cũng như nay, tiền bạc danh vọng địa vị nó không có an lạc thật sự, nó như bọt nước ở đầu ghềnh, nó như là phù dung, nó như bông bí. Tài thuật ngũ gia phi ngã hữu đâu có sướng được. Cho nên là cái tu hành đã sướng thiệt đó. Nhưng mà nói là nói như vậy đó, ai bằng lòng, còn ai đó ta cũng không hề có bằng lòng. Tôi thì nhắc nhở nhiều đó, cũng gọi là quá nhiều. Xin chúc văn như tư, tư như tu, an lạc trong ngày. A Di Đà Phật.